Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái đang chảy răng này. Hãy cùng bắt tay vào với mình nhé. Với mái tóc thì mình sẽ dùng màu cam, vàng cam này. Cô gái với mái tóc rất là dài, các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Với bộ đồ này thì mình sẽ dùng màu hồng. Đi trong nhà mình cũng tô màu hồng. Bạn trẻ thấy rằng mình tô màu xanh này, không nữa mình cũng tô màu xanh. Cái mảnh răng
bạn ơi, vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cô gái mặc bộ đồ màu hồng đang đánh răng này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.